Giá heo hơi hôm nay ngày 31 tháng 5 tăng giảm không đồng nhất. mức điều chỉnh 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay ngày 31 tháng 5 điều chỉnh trái chiều, Bắc Giang tích cực phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đi ngang. Thị trường heo hơi tại miền Bắc đồng loạt lặng sóng trong hôm nay. Trong đó, 59.000 đồng mỗi kg là mức giao dịch được ghi nhận tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên. Thái Bình, Vĩnh Phúc và Hà Nội. Thương lái tại các tỉnh còn lại duy trì thu mua heo hơi ổn định với giá 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 58.000 đến 59.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 58.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 58.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 59.000 đồng mỗi kg. Nam Định là 58.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 59.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 50. 8.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 59.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 58.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 59.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 59.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 58.000 đồng mỗi kg. Ông Hoàng Văn Dư, Phó Chi Cục Trưởng, Chi Cục chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Bắc Giang cho biết, thời tiết gần đây xuất hiện các đợt nắng nóng, mưa nhiều nên những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm da cầm, lỡ mồm lông móng, dịch tả heo châu Phi, kim da nổi cục trâu bò, tai xanh heo. Luôn có nguy cơ xâm nhiễm, bùng phát và lây lan trong thời gian tới. Do đó, cơ quan chức năng và các địa phương cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp chuyên môn trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật. Vận động nhân dân chăn nuôi theo phương pháp an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Được biết, năm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí hơn 4 tỷ đồng dành cho công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản, báo Bắc Giang đưa tin. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ, theo ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng mỗi kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tỉnh Quảng Trị điều chỉnh giao dịch xuống còn 54.000 đồng mỗi kg, thấp nhất khu vực. Các tỉnh còn lại có giá đi ngang trong ngày hôm nay. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 54.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 60.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 59.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 58.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 58.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 56.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 59.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 50. 000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 58.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 61.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 59.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 60.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 58.000 đồng mỗi kg, Linh Thuận là 58.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 59.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam điều chỉnh trái chiều. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi tăng giảm 1.000 đồng mỗi kg ở một vài nơi. Theo đó, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại tỉnh Đồng Tháp đang thương mua heo hơi với giá 57.000 đồng mỗi kg. Tương tự, tỉnh Bến Tre giảm 1.000 đồng mỗi kg xuống còn 59.000 đồng mỗi kg. Đây cũng là mức giao dịch được ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng sau khi tăng 1.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 57.000 đến 60.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 59.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 60.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 59.000 đồng mỗi kg. Bình Dương là 59.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 59.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 60.000 đồng mỗi kg, Long An là 5. 18.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 57.000 đồng mỗi kg, An Giang là 58.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 60.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 57.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 60.000 đồng mỗi kg. Hậu Giang là 60.000 đồng mỗi kg, Tà Mau là 59.000 đồng. Mỗi kg, Tiền Giang là 57.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 60.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 60.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 59.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 59.000 đồng mỗi kg.